So give me a moment, I need to open the file. Okay, so I'm looking forward to it. Okay, so I'm looking for this one, green. Okay, this one. And we have, okay, great. Give me a second, okay? Yeah, right here. Okay, so. All right. So it's just a mini test to know about your level. All right, is that okay? All right, now Nguyên, thầy muốn em ở trên đây. Bây giờ sẽ kiểm tra về phần nói, còn kiểm tra về phần nghe và phần dung thì thầy sẽ gửi cho em cái file. Rồi em về em làm xong thì em ghi đáp án lên cho thầy. Is that okay? Yeah. Okay, rồi, okay. Bây giờ mình kiểm tra phần nói nha. Is that okay? Yeah. Yeah. All right. Yeah. Now, what's your name? Yes, my name is Nguyên. I am Anrovis. I am office worker. And where do you work? I am Long Anrovis. I go to our office at 8 a.m. and I go back home at 7 p.m. Okay, Nguyen, listen to the question again. Listen to me again. Where do you work? Where is your office? Yeah. Our office. Where? Where? Maybe I will give you the full version of my question. Where do you work? Where do you work? I work Transport March, Vietnam. And where is your company? Where is your company? Yes, I am. Where is your company? In Ho Chi Minh City. Oh, very nice. All right, that's good. See, it's easy, right? Now, let's talk about people. All right. Do you think it is okay to talk? Do you think it is okay to talk about money with your friends? Yes. My friend is happy and we are like travel.
But do you think it is okay to talk about money with your friends? I think it's okay to talk about money with friends. Mm-hmm. All right. So tell me about your friend, your best friend. Can you tell me how does she look? Yes. My friend is tall? Is she tall? She is beautiful. She is tall and and talkative. Oh, tall and talkative. And happy. And she is happy. So tell me about your family. How many children do you have? I have one children. You have one child? Yes. Okay. I have one children. Can you tell me about your child? My children are 5 years. They are beautiful and very very talkative. Okay, very talkative. She talks a lot. My son is the same. He talks a lot. He's 5 years old. Okay. So, how about your husband? Yes. My husband is tall. He is work office. He is he like trồng cây. Okay. Planting trees. Yes. He is planting trees. Mm-hmm. Okay. Okay. That's good. All right. Rồi. Cái bài này với là cái bài viết thầy gửi là sẽ là chia đôi nha. Yeah. Cái bài nói này á, em nên chú ý hơn về cái phần những cái câu mà những cái cấu trúc này nên để ý hơn chút, tại vì nó nói đôi khi nó hơi loạn một tí, nó hơi loạn kiểu câu chữ không sắp xếp không biết mà đúng không nha. Yeah. Rồi ok, bây giờ thầy gửi cho em thì coi làm sớm. Rồi cái này với cái kia cộng là chia 2. Rồi speaking 7 điểm. Dạ, cảm ơn thầy. Thank you teacher. No problem. Nhưng mà so với trước đây thì em đã thấy tự tin lên được bao nhiêu phần? Dạ. Tự tin hơn 50% khi nói chuyện. Tức là mặc dù chưa đúng nhưng mà vẫn nói được, còn hơn không biết nói gì hết. Nói thì em nói đa số là vẫn đúng nha, nhưng mà nó vẫn 50-50 bởi vì em cũng nhớ một chút. Em nhớ nhưng một số cái thì em nhớ, một số cái em không nhớ. Với lại về cái phần mà nghe thì cũng hơi
lo lắng về cái phần nghe của mình tí, phần nghe của mình á, ví dụ thầy phải lặp lại nhiều thì em con rồi mình điều chỉnh lại ha. Thì cái đó thì thầy có thể có những cái bài riêng á, ở cái khóa thì có những cái bài riêng thì xem ha. Rồi, để hàng tí nha. Thì gửi qua cho em cái bài, nó gồm có bài viết, bài trách nhiệm và phải nghe. Rồi, ok ha. Rồi, thầy gửi rồi đó, em nhận được thì em xác nhận với thầy nha. Để em nhận thôi. Ok, tốt em. Rồi, Dạ dạ em có thầy. ok, ở cái khóa sau thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề mình giao tiếp trong công sở nhiều hơn. Bởi vì bây giờ em nói căn bản là được rồi. Nhưng mình giao tiếp trong công sở sẽ phục vụ cho cuộc sống của mình đó. À, và cái khóa sau á, tập thuyết trình nhiều hơn. Nên là, nó là một kỹ năng rất là cần thiết. Nên là em nhớ tập luyện nhiều. Nha. Rồi, làm cái bài đó gửi sớm cho thầy chứ. Goodbye. Yes, we'll have